Lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương cho biết, năm 2015, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra trên 38.000 vụ, phát hiện trên 25.000 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 68 tỷ đồng, trị giá hàng vi phạm trên 536 tỷ đồng. Qua đó cho thấy, nạn hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trước thực trạng đó, tại hội thảo chống hàng giả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và vai trò của doanh nghiệp do Báo Công Thương phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tổ chức, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, công tác đấu tranh chống nạn hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là công việc không chỉ của lực lượng chức năng mà của cả doanh nghiệp và toàn xã hội. Với sự quyết liệt của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương cũng sẽ quyết tâm chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực thi khác và doanh nghiệp hiệp hội nhằm tạo bước đột phá trong công cuộc đấu tranh chống hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian tới.